Chúng tôi đang lái một chiếc xe điện đi vòng quanh nước Mỹ để cho mọi người thấy những cách tiếp cận dựa trên tính thị trường, sáng tạo để giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu. Benji Becker, năm nay 22 tuổi, là một người theo đảng Cộng Hòa. Anh cho biết những giá trị bảo thủ cũng có thể giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu. Cần phải có một sự chuyển dịch cho phong trào bảo vệ môi trường thay vì chỉ của riêng đảng Dân Chủ. Giờ đây cả hai đảng cần coi đây là vấn đề cấp thiết. Những người theo đảng Cộng Hòa hay bảo thủ thường sống ở khu vực nông thôn. Họ thường sống trong các trang trại hay trên các ngọn núi. Họ quan tâm đến môi trường. Nhóm của Becker đang đề xuất một khế ước môi trường, và một trong những điểm của bản khế ước này chính là kêu gọi sử dụng công nghệ nhằm loại bỏ khí thải carbon từ nhiên liệu hóa thạch, trong khi dần dần chuyển sang một nền kinh tế xanh sạch hơn. Về phần mình, rất nhiều thành viên Đảng Dân Chủ ủng hộ Green New Deal, vốn đòi hỏi những hành động nhanh và quyết liệt hơn. Nhưng không ít người trong số này tỏ ra sẵn sàng lắng nghe ý kiến của phía bên kia. Chúng tôi có thể tranh luận về chính sách và thỏa hiệp. Về cơ bản, chúng tôi tin là tất cả mọi người đáng được có cơ hội thoát khỏi một thế giới đầy lục lội và cháy rừng. Tuy nhiên, trước kỳ bầu cử tổng thống vào tháng 11, đại dịch COVID-19 và nền kinh tế chính là thứ mà người Mỹ quan tâm nhiều nhất. Khi đề cập đến vấn đề biến đổi khí hậu, có một khoảng cách lớn giữa những ủng hộ viên của Tổng thống Trump và ứng viên đối lập Joe Biden. Chỉ có 17% ủng hộ viên của ông Trump nói rằng biến đổi khí hậu là một vấn đề rất quan trọng với họ. Còn với những người ủng hộ ông Biden, con số này hoàn toàn khác. Khoảng 7 trên 10, tức là 68% số người được hỏi cho rằng biến đổi khí hậu là một yếu tố rất quan trọng ảnh hưởng lên lá phiếu của họ. Nhưng sự khác biệt mang tính đảng phái đó nhỏ hơn trông thấy trong hàng ngũ những người trẻ, theo số liệu thăm dò dư luận của Trung tâm Nghiên cứu Pew. Những người Cộng hòa trẻ tuổi thực sự cho rằng nước Mỹ nên ưu tiên phát triển năng lượng thay thế, ví dụ như điện gió hay năng lượng mặt trời, và đó là một điểm khác biệt lớn bởi những người Cộng hòa lớn tuổi thường ủng hộ năng lượng từ dầu, than, khí đốt, cũng như các kỹ thuật khai thác năng lượng hóa thạch. Biến đổi khí hậu chỉ được thảo luận trong vánh trong vòng tranh luận tổng thống đầu tiên, tuy nhiên những cử tri dưới 35 tuổi muốn nghe nhiều hơn thế. Đó là một vấn đề xứng đáng phải có nhiều thời gian hơn để thảo luận và nhiều thời gian hơn để đặt các câu hỏi cho những ứng viên, bởi đây là vấn đề liên quan đến tương lai của chúng ta. Tôi muốn những cử tri trẻ có trách nhiệm hơn với những gì đang diễn ra, giống như việc thay đổi cách sống mỗi ngày, nhưng cũng cần chắc rằng những nhà lập pháp lắng nghe tiếng nói của chúng ta. Những cử tri độc lập, những người mà theo nhóm bầu cử độc lập chiếm tới 40% số phiếu đại cử tri, ủng hộ một sự thay đổi lớn về mặt cấu trúc, cho dù họ ở lứa tuổi nào. Trong khi những người Mỹ trẻ tuổi có thể không đồng ý với cách tiếp cận vấn đề biến đổi khí hậu, họ muốn có được giải pháp. Phần lớn những người trẻ rất tâm huyết và có chung quan điểm về tầm quan trọng cũng như tác động của việc đối phó biến đổi khí hậu. Tại sao chúng ta có thể chấp nhận việc chính phủ Mỹ không thể nâng cấp và sáng tạo nhằm xử lý những vấn đề chúng ta đang đối mặt ngày nay? Thách thức hiện tại đối với những cử tri trẻ đó là biến nhiệt huyết thành hành động. Về cơ bản, chưa đầy một nửa số cử tri trẻ sẽ đi bầu trên thực tế, và cứ 4 năm người ta lại đặt câu hỏi liệu người trẻ ngày nay có đi bầu đông hơn xưa hay không, và câu trả lời thẳng thắn nhất đó chính là chúng tôi không biết.